Thưa quý vị, việc nghệ sĩ nhận con nuôi trong showbiz Việt không phải là những chuyện xa lạ. Những ông bố bà mẹ nuôi này thường không chỉ nhận một hay hai mà có khi là rất nhiều con. Tuy nhiên đằng sau những mối quan hệ này thực sự là thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Thời gian gần đây, câu chuyện liên quan đến tiền cát xê của một quán quân thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 và mẹ nuôi một lần nữa cho thấy việc nhận con nuôi của các nghệ sĩ Việt không đơn giản như là chúng ta vẫn nghĩ, bỏ qua vấn đề tiền bạc. Ở một góc nhìn khác, việc nhận con nuôi của các nghệ sĩ Việt là vấn đề mà cần phải được khắt khe hơn, thậm chí là phải có sự thẩm định và giám sát của cơ quan chức năng. Trong giai đoạn game show bùng nổ, thỉnh thoảng khán giả lại thấy một nghệ sĩ Việt nào đó tuyên bố ca sĩ trẻ A, thí sinh B là con nuôi. Và cứ như thế, hình thành một cách tiến thân đặc thù showbiz Việt. Một thứ có thể cao cả, nhưng cũng rất mù mờ và hoàn toàn có thể thay đổi. Đúng nghĩa thì là phải nuôi một cái đứa trẻ từ khi còn bé, một đứa trẻ mồ côi chẳng hạn, đúng không? Còn đây là toàn nuôi những tài năng đã có giải thưởng và có thể thậm chí có thể đi làm kiếm tiền tốt rồi. Cái chữ con nuôi thì nghe nó có vẻ như là tình cảm và nó cao quý, thì có thể là khi mà công chúng nhìn vào thì họ sẽ dễ có thiện cảm hơn với lại ngôi sao và con nuôi của ngôi sao. Thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái cách gọi khác, hay là một cái cách gọi là nó cũng có thể gọi là đánh lạc hướng dư luận đấy. Câu chuyện lùm xùm gần đây giữa một ca sĩ và con nuôi là ví dụ điển hình. Sau khi đoạt ngôi vị quán quân thần tượng âm nhạc nhí 2016, tài năng nhí đã được sự đỡ đầu nhận là con nuôi. Vì thế, xuất phát điểm vượt trội hẳn. Nhưng sau 5 năm đi hát, tất cả cát xê và cả tiền thưởng 200 triệu của em lại do một quản lý nào đó cất giữ. Và ngay cả người mẹ nuôi của em cũng cho rằng không biết có bao nhiêu và cát xê thế nào. Là cái việc mà không nắm được con số mà nói rằng là giao tất cả cho cái người quản lý để mà định đoạt cái số tiền đó, hoặc là có quyền giữ cái số tiền đó đến bao nhiêu lâu thì sẽ đến, thì là rõ ràng là cái điều đấy rất là khó tin. Một cái là gì ạ? Là cô ấy không rõ ràng, không dứt khoát và không minh bạch trong việc tài chính. Đây cũng rất là lạ, là kể cả cái gọi là tiền giải thưởng của Hồ Văn Cường khi mà được quán quân thần tượng âm nhạc nhí ấy, thì tại sao lại bên Phi Nhung cũng giữ? Thì tôi nghĩ ở đây là cũng có thể là một phần do gia đình Hồ Văn Cường khó khăn, và có thể bố mẹ Hồ Văn Cường cũng hơi hạn chế về nhận thức pháp lý, cho nên là họ đã hoàn toàn để cho bên Phi Nhung gọi là quản lý con ruột của mình. Về phía gia đình của tài năng nhí này cũng khẳng định không biết tổng số cát xê khi đi hát của em trong những năm qua và không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với công ty của người mẹ nuôi. Nhưng dù có hay không bản hợp đồng nào, thì thu nhập của em trong quá trình sống với mẹ nuôi cũng cần phải được minh bạch. Cha mẹ nuôi có quyền giữ phần tài sản của con. Nếu như có giấy tờ chứng minh rằng đây là quan hệ cha mẹ nuôi hợp pháp theo quy định luật pháp, phải có bằng văn bản giấy tờ, chứ không thể thực hiện luận nhận nuôi bằng miệng bằng mồm được. Nếu như trong trường hợp mà sử dụng một tiền đó sang mục đích không bằng nhằm mục đích phát triển cho trẻ em, thì với việc yêu cầu của từ người đứa trẻ đó hoặc từ cha mẹ ruột, hoặc là cơ quan có thẩm quyền có những chứng cứ chứng minh việc sử dụng tiền đó là sai mục đích, nhằm mục đích vi phạm luật pháp mà không vào mục đích phát triển của trẻ em, ngoài ý chí của trẻ em, thì có thể vào cuộc điều tra. Cũng được nhận là con nuôi, nhưng Phương Mỹ Chi trong 6 năm được Quang Lê dìu dắt, cô thăng tiến về sự nghiệp, học trường quốc tế, mua nhà mới cho bố mẹ và không trở ngại gì khi muốn kết thúc hợp đồng. Còn với câu chuyện lùm xùm vừa qua, mẹ nuôi lại lấy công dưỡng dục để đóng băng số tiền con nuôi kiếm được. Trong cái câu chuyện này thì rất là nhiều người, bản thân tôi cũng thế, đặt cái câu hỏi là cuối cùng ở đây thì là con nuôi, mẹ nuôi con, hay là cuối cùng là con nuôi nuôi lại mẹ. Việc liệu cái việc là nhận nuôi con nuôi trong giới nghệ sĩ nó có thực sự là một cái nghĩa cử cao đẹp hay không, hay đó là một cái hành động mà ẩn sau những cái nghĩa cử cao đẹp là những cái mục đích mà nó không được trong sáng cho lắm. Rõ ràng là họ sẽ có thêm một số những cái uy tín nhất định trong xã hội, tên tuổi của họ sẽ coi như là có một cái bảo chứng khi mà họ có thể nuôi được nhiều tài năng như thế. Đấy không chỉ là có lợi về mặt vật chất mà có lợi cả về mặt tinh thần về những cái bố mẹ nuôi nữa. Sau rất nhiều lời chân tình, trước sau bất nhất mà báo chí đã chỉ ra, nữ ca sĩ đã tuyên bố trao lại toàn bộ số tiền cho con nuôi sau khi em thi xong. Nhưng qua đây cũng để thấy rằng
việc sa vào các mối quan hệ không rõ ràng với các bố nuôi, mẹ nuôi luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Và trong một số trường hợp, chưa biết ai nuôi ai. vtcnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác, cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, vtcnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 02444-501-365. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.